Dịch COVID-19 đã cơ bản được kiểm soát, đối với chuyên gia nước ngoài sang Việt Nam, tinh thần là cần đẩy mạnh nhanh giải quyết thủ tục, các dịch vụ như karaoke, vũ trường cũng sẽ sớm được mở cửa trở lại. Thông tin tại cuộc họp chính phủ thường kỳ tháng 5 2020 vào chiều ngày 2 tháng 6, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho hay, Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực của người dân Việt Nam trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ông Dũng cho biết, dịch bệnh đã được kiểm soát, ca bệnh nặng nhất là bệnh nhân phi công người Anh. Theo thông tin từ lãnh đạo Bộ Y tế, đã hồi phục khá tốt. Quan điểm của chính phủ là kiên quyết không lùi bước trước khó khăn thử thách, tập trung không chủ quan lơ là, không để dịch bệnh COVID-19 quay lại. Đặc biệt các chỉ đạo kịp thời của chính phủ như giảm lãi suất điều hành, lãi suất thương mại, xử lý vấn đề thể chế, tháo gỡ khó khăn về giải ngân vốn đầu tư công, thiết lập trạng thái bình thường mới, kinh tế vĩ mô cơ bản được kiểm soát, thị trường chứng khoán sôi động hơn, hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục trở lại trạng thái bình thường mới. Ông Dũng cho biết phiên họp thường kỳ tháng 5 của chính phủ đã dành nhiều thời gian bàn luận về tình hình kinh tế xã hội, nhiều hội nghị đã được tổ chức như đối thoại với doanh nghiệp, đến với các địa phương về thúc đẩy tăng trưởng, với tinh thần các địa phương đều hứa không điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng. Đối với hỗ trợ cho người dân, đến nay tổng số tiền chi trả đối tượng hỗ trợ là 17,5 nghìn tỷ đồng, chưa bao gồm chi trả bảo hiểm thất nghiệp hơn 2 nghìn tỷ đồng. Đối với tháo gỡ khó khăn về chuyên gia người lao động kỹ thuật cao sang Việt Nam, tinh thần là cần đẩy nhanh giải quyết thủ tục. Vừa qua, một số doanh nghiệp nước ngoài kêu ca chậm nên phải đẩy nhanh và làm nhanh, ông Dũng nhấn mạnh. Cụ thể, chuyên gia người lao động về tỉnh nào thì tỉnh đó chịu trách nhiệm cách ly và quản lý. Có thể cách ly ngay tại cơ sở y tế, nhà máy nhằm tạo thuận lợi để thu hút đầu tư. Nhật Bản và Hàn Quốc đang chọn Việt Nam là nơi nới lỏng các chuyến bay quốc tế. Thủ tướng giao các cơ quan tiếp tục nghiên cứu, thời điểm thích hợp sẽ hợp tác song phương với các nước, quyết định lộ trình phù hợp đảm bảo an toàn tuyệt đối, không để tái nhiễm trong nước. Ông Dũng thông tin cụ thể. Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cũng cho biết liên quan đến những dịch vụ này sẽ tiếp thu và báo cáo Thủ tướng, tinh thần là ủng hộ và trở lại bình thường vì giờ dịch cơ bản kiểm soát. Ông Dũng trả lời nhưng cũng lưu ý thêm. Tuy nhiên, vừa qua có một số trường hợp các nước đã có lây nhiễm từ đi hát karaoke nên vẫn phải rất thận trọng, kiểm soát chặt chẽ.